đánh bại đối thủ Ấn Độ, bộ đôi xạ thủ Việt Nam giành huy chương vàng bắn súng châu Á. Thưa quý vị, bộ đôi xạ thủ của Việt Nam, Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh vừa xuất sắc đánh bại đối thủ Ấn Độ trong trận tranh huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hỗn hợp tại giải vô địch châu Á 2024. Việt Nam có 2 đội tranh tài cùng 22 đội của các quốc gia khác tại nội dung này. Tuy nhiên, ở vòng loại, bộ đôi Lại Công Minh và Nguyễn Thùy Trang thi đấu không thành công khi chỉ đạt 563 điểm và đứng thứ 19. Trong khi đó, Quang Huy và Thu Vinh đứng thứ 2 khi đạt 580 điểm, giành quyền vào chung kết và hạ đẹp bộ đôi đến từ Ấn Độ để giành huy chương vàng. Đáng tiếc là thành tích này lại không được tính xuất dự Olympic. Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 được tính như vòng loại Olympic Paris nhưng chỉ áp dụng cho các nội dung cá nhân. Trước đó, bắn súng Việt Nam mới giành được một suất đến Olympic Paris 2024 của nữ xạ thủ Trịnh Thu Vinh.